lại bản tin ngắn, trở lại cái sự đau buồn với thời của chính quyền Biden. Những di dân bất hợp pháp thì đối xử trịnh trọng hơn cả luôn một số những cựu quân nhân của đất nước Hoa Kỳ chúng ta. Các gia đình quân nhân chỉ có một tuần để rời khỏi nhà để nhường chỗ cho những người di dân bất hợp pháp. Trong khi đó, cái sự kiện này nếu mà thật sự chúng ta nói tại đây thì đương nhiên nó có nhiều cái sự kiện tương tự. Nó cũng giống như cái sự kiện của tiểu bang New York khi mà họ đang cố gắng để và gần như sử dụng một số nhà dân để chứa di dân bất hợp pháp. Trong khi đó, câu chuyện ở cái bán đảo giàu có nhà của ông cựu tổng thống Barack Obama không đâu phải là vành do. Ông Ron DeSantis đã gửi một số di dân bất hợp pháp đến từ cái biên giới tiểu bang Texas và Mexico. Thì cuối cùng tất cả di dân đó đều rời khỏi cái bán đảo đó sau rất là nhiều ngày. Những câu chuyện này nó tương tự xảy ra tại Mỹ, rồi nó cũng tương tự xảy ra tại Anh Quốc, một cái đất nước mà họ cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di dân và chính phủ của Anh Quốc đã trở nên thức tỉnh. Gia đình quân nhân và cựu quân nhân có một tuần rời khỏi nhà để nhường chỗ cho di dân. Một gia đình quân nhân của Anh Quốc đã bị khủng hoảng, bị kinh hoàng sau khi họ nhận được thông báo tuần trước. Đó là rời khỏi nhà của họ trong một căn cứ không quân cũ Axel để nhường chỗ cho người bị cáo buộc lịch trình tị nạn. Chính phủ bảo thủ của Anh, gốc Cari, đã đưa ra thông báo tuần trước cho một số gia đình quân nhân rằng họ sẽ phải rời đi khỏi căn nhà của mình tại một căn cứ không quân cũ bên ngoài làng của thành phố Axex. Họ sẽ buộc rời đi để có căn cứ chuyển đổi cái trại di cư của chính phủ tiếp quản hơn 6 triệu đô la chi phí để cung cấp cho những người xin tị nạn khắp sàn trên khắp đất nước. Nói chuyện với tờ báo Sky News, một thành viên của một gia đình quân nhân cho biết: chúng tôi gần như đã rời khỏi căn cứ trước khi những người xin tị nạn tiếp tục. Ban đầu chúng tôi có một khoảng thời gian tốt hơn vài một tháng tốt, nhưng vài tuần qua tất cả đều có sự xáo trộn. Đó là điểm rất là mấu chốt mà họ nói rằng là tôi có sử dụng từ muốn chửi thề, kinh hoàng. Và những cái mà thật sự chính quyền Anh đang đối xử với chúng ta như thế nào. Trại di cư dự kiến chứa 1.700 người có đe dọa lối sống ở thị trấn Waterfield, nơi chỉ có 700 người bản địa. Hiện nay căn cứ không quân cũ là nơi sinh sống của 18 gia đình quân nhân, mà họ gần như không có, và để có thể sắp đặt cho 18 gia đình cựu quân nhân đó về những cái thứ liên quan đến chỗ ở, đi rời khỏi cái khu vực của họ bao nhiêu năm. Cái đặc điểm đó là mấu chốt, quý vị. Di cư tại Anh nó cũng tương tự. Chúng ta nhìn những nhân vật di cư tại Anh đó, ai cũng mạnh mẽ và khỏe mạnh cả, không ai già cả, yếu ớt cả. Hay là rất là khác biệt. Đây, đó là những gì mà chúng ta cố gắng trình bày cho quý vị. Thế giới phương Tây đang phải đối diện với cái chính sách mở cửa của họ. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.